Rồi, xin chào quý anh chị và các bạn nhé. Hôm nay em lại về giao hầm Kim để phục vụ quý anh chị. Rất là đẹp nhé. Xem có những cái gì lọc ra cho quý anh chị xem. Quý anh chị có nhu cầu mua những cái cán giao phay này thì liên hệ nhé. Và bên em vẫn thu mua phế liệu hầm Kim giá cao. Quý anh chị mà có thì xin vui lòng liên hệ giúp em qua số điện thoại 0989821011 nhé. Rất là đẹp này, siêu lướt luôn, không tì vết luôn. Khoan hợp kim, phay hợp kim, phay hợp kim nhôm. Để mà cho quý chị coi nhé. Đây này, đọc con dao rất là đẹp nhé. Dao 20 nhôm hợp kim. Dao nó đẹp vô cùng luôn, siêu siêu lướt luôn. Camera nó hơi khó nhìn. Châm phơ lên dao nhôm D8, dao châm phơ D8 này siêu lướt luôn. Nhôm D10 dao này thì nó là siêu đẹp rồi. Quý anh chị mà dao inox thép các loại đều tốt nhé. Dao mà nó đẹp này, đó, siêu đẹp, siêu bóng luôn. Dao 16 nhôm, dài 150 nhé. Dao 16 thép này. Siêu lướt luôn. Đây là đỏ đống mà nó còn đẹp như thế này. Đỏ đỏ đống. Dao 12. Đó thì các bác quan tâm thì liên hệ ủng hộ bên em. Đây 12 nhôm. Em nhập đây tí em sẽ quay cho quý anh chị coi. Dao đẹp như này. Đó. Các bác cần là dao 6, dao 8, dao 10. Dao 12. Nhẹ nhàng
kim D14 này, 14.1 nhé. Đẹp là đập ngay từ vòng đầu rồi. Siêu đẹp luôn. D8.1 xếp ra đầy đủ rồi. Đó, thì các bác cần dao 6 này, dao 8 này, dao 10 nhôm này, 12 nhôm này, 10 thép này, inox này, 12 thép inox này. Đó, này thép inox này.
6 à dao 8 bát C 90 độ, dao 10 à dao 20 râu mưu, còn này à, tinh nhôm thô nhôm tinh nhôm này, tinh nhôm 20 như mới luôn. Con này thì nó chạy nhôm nó dính ở đây tí, hơi cấn một tí này. Đây là 16 nhôm và thép, một cây thép mũi khoan. Mũi khoan thì mũi khoan carbide này. Cần mua mũi khoan K3 thì mua hết thì tích ký cho anh em luôn. Các bác quan tâm xin vui lòng liên hệ 0989 821011 nhé, 0394 822 379, địa chỉ tại vòng xoay cổng 11 Biên Hòa Đồng Nai và vòng xoay Tam Hiệp Biên Hòa Đồng Nai. Bên em thu mới cũ, đổi trả đổi ngang cái hàng cũ để anh em lấy hàng mới này về tận dụng nhé. Thì ai có phế liệu hợp kim hay các thứ dọn kho dọn bãi hoặc hàng tồn hàng hết đơn hàng thì xin vui lòng liên hệ 0989 821011. Ở xa em hỗ trợ ship cho nhé, anh em quan tâm thì ủng hộ. Rồi, xin chào.